Tức là hiện bây giờ cả thế giới nó đang đứng tim với tình trạng của Ukraine và tình trạng của Trung Đông. Đây là hai cái vấn đề mà khá là nguyên kêu là khá là nhạy cảm và nhiều người đang lo lắng. Và bây giờ thì cho Nguyên mạn phép nói về tình trạng của Trung Đông trước. Thì các vị cũng biết đó, sau khi ông trùm Hamas đã bị ám sát ở tại Iran. Mà cho Nguyên nói á, cái vấn đề ám sát ông trùm Hamas á, ở tại Iran là một cái âm mưu. Vì ám sát ở đâu không ám sát mà lựa chọn tại Iran. Vì biết rằng Iran, cái hành động đó là cái hành động khiêu khích và sẽ dẫn đến Iran sẽ trả đũa. Và cái cuộc ám sát này Nguyên cảm nhận được đây là một sự cố tình để tạo ra một cái mâu thuẫn và một sự hỗn loạn tại Trung Đông. Tất nhiên thì chúng ta có thể phỏng đoán những ai có tình nghi sau lưng giật dây chính trị, những cái mưu đồ bức tranh đen tối trong chính trị, trong đó chúng ta có thể nói thẳng ra là Nga và Trung Quốc. Tất nhiên không có bằng chứng cụ thể, nhưng mà ai cũng có thể có đủ tầm cỡ suy nghĩ cái điều này. Nên cái lý do đó mà trong thời gian vừa qua Iran cho rằng là sẽ trả đũa, nhưng Iran vẫn do dự. Lý do mà Iran do dự là bởi vì Iran phải suy nghĩ đắn đo vì biết mình bị người ta gài bẫy, biết mình bị người ta chơi khăm, biết mình đang bị người ta lợi dụng. Nên lý do đó mà Iran phải do dự và suy nghĩ tỉ mỉ cái cách phản công của mình như thế nào hợp lý nhất. Phản công không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Mạnh quá thì sẽ dẫn đến đất nước chiến tranh trực tiếp, có thể với Hoa Kỳ, có thể với Do Thái. Nhẹ quá thì mặt mũi mình để đâu. Nên làm sao tìm được cái sự thăng bằng. Vấn đề này nó đều là một cái vấn đề nan giải và phải suy nghĩ nát óc trong thời gian vừa qua. Iran chưa có hành động gì hết. Thì ngày hôm nay Hezbollah không thể chấp nhận và chờ đợi lâu nữa. Theo nguồn tin cụ thể cho biết, Hezbollah đã tấn công 30 cái quả tiễn trên lãnh thổ của Do Thái. Một số lượng được ngăn chặn, nhiều hình ảnh được cho thấy do người dân Do Thái họ quay lên, là nhiều tiếng nổ đã vang lên ở nhiều khu vực. Phía bên Hezbollah họ công bố rằng là họ đã tấn công vào căn cứ quân sự của Do Thái. Các quý vị cũng biết là mỗi quốc gia đó, lúc mà họ tấn công thì lúc nào họ nói là tấn công vào quân sự, nên là nhiều khi cũng không bao giờ trúng vào quân sự. Nhân sự thì nhiều hơn là quân sự. Nhưng đây cũng thấy rõ được là Hezbollah đã không bắt đầu bình tĩnh sau khi cái cuộc giao tranh giữa Hezbollah và Do Thái thường xuyên. Mà chúng ta đã thấy rõ là đơn phương độc mã Hezbollah tấn công mà không có sự phối hợp nhịp nhàng với những đồng minh khác. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao những đồng minh khác giống như là Houthi, Syria, Iraq, Iran lại không phối hợp mà để đơn phương độc mã mà 30 cái quả tiễn thì làm được cái gì Do Thái? Các quý vị cũng biết là chỉ có gãi ngứa thôi. 30 cái quả tiễn thì là gãi ngứa cho Do Thái. Vì chúng ta đều biết là cái hệ thống phòng không của Do Thái nó tốt cỡ nào. Vừa qua tấn công 700 cái quả tiễn mà chỉ gớt trúng 1-2 trái thôi. Thì huống hồ chỉ có 30 cái quả tiễn. Thì cái điều đó là một cái câu hỏi mà người ta đang đặt câu hỏi giữa cái liên minh của 5 quốc gia này nó có vấn đề gì sao? Tại sao Hezbollah lại tự động cá nhân, hay là Hezbollah đang chỉ có một cái hành động là châm mồi để cho những ngày kế tiếp? Đây là cái câu Mỹ đang lo rất là nhiều. Mỹ hiện bây giờ cái kịch bản nào ông Mỹ cũng lo hết. Nên là Mỹ, các vị cũng biết là gần đây là Mỹ đã điều động tới 4 hàng không mẫu hạm. Mỹ đã đem cả luôn những cái máy bay tàng hình hàng đầu của mình là F-22. Mỹ còn củng cố những cái phòng thủ ở tại những cái căn cứ quân sự của mình, giống như ở tại Jordan, ở tại Syria, ở tại nhiều nơi khác. Nói chung là Mỹ, và bây giờ Mỹ cả điều động luôn cả tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Ngày hôm nay thì tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã rời khỏi và chuẩn bị đi đến Trung Đông. Vì đối với Mỹ hiện bây giờ tình trạng của Trung Đông cực kỳ là nguy hiểm. Mỹ có thể đã nhận được những cái tình báo khá xấu. Khi đã nhiều ngày Iran vẫn chưa có hành động nhưng Mỹ vẫn không tin tưởng cái điều đó. Mỹ vẫn cảm nhận được là cái sự mối đe dọa nó vẫn còn đang tồn tại. Mỹ cảm nhận được là cái số lượng vũ khí của mình điều động đến Trung Đông nó chưa đủ hay gì đó.
Mỹ còn đem cả vũ khí hủy diệt, có nghĩa là tàu ngầm hạt nhân, đến Trung Đông. Vậy là cái tình trạng Trung Đông nó không có lắng động. Tuy rằng đã nhiều ngày rồi các quý vị nha, nhiều ngày rồi, không thấy có cái dấu hiệu gì nó tạo ra một cái mối đe dọa trên cả toàn cầu. Nhưng Mỹ vẫn lo lắng. Đó là ngày hôm nay ít nhất là một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đang điều động đến, có thể là nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Vì các quý vị biết là tàu ngầm của Mỹ nó sẽ ở nhiều khu vực khác nhau. Có thể ở Biển Đen, cũng có thể ở Biển Azure, cũng có thể ở nhiều biển khác để yểm trợ cho cái mặt trận khu vực Trung Đông. Vì đây cái vấn đề Trung Đông nó không phải là một quốc gia mà nó có thể liên lụy đến 10 nhiều quốc gia. Khi lúc đó thì cái tình trạng của Iran đó chưa có trả đũa, chưa có tấn công thì Trung Quốc là ủng hộ Iran hết mình. Ngày hôm nay ông Vương Nghĩa đã công bố rằng là cái sự việc mà Iran có trả đũa đi nữa, hay là Iran có làm cái gì kế tiếp đi nữa, thì Trung Quốc vẫn ủng hộ. Vì cho rằng là Iran có phép làm điều đó để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của mình. Ngay lập tức mình thấy rõ được là có người đã lên tiếng đứng về phía bên Iran. À, có thể là bởi vì trong thời gian vừa qua thì Iran còn đang do dự sự ủng hộ. Ngày hôm nay thì phía bên Vương Nghị đã lên tiếng ngay lập tức ủng hộ Iran. Và cho rằng là Iran có phép, có quyền để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình trong thời gian vừa qua do Thái đã làm sai phạm. Thì cái điều này Huy không biết là do Iran sẽ làm như thế nào. Khi lúc đó cả thế giới đứng tim thì ông Iran không có hành động đáp trả, ngược lại ông ta đi tập trận. Ông ta đi tập trận. Nó lạ chỗ đó đó. Đang tập trận. Ông ta đang tập trận. Khi lúc đó cả thế giới đang chờ đợi cái cuộc phản công thì ổng đi tập trận. Cái cuộc tập trận của ổng sẽ kéo vài ngày. Đặc biệt là ngày hôm nay là cuộc tập trận nó có phóng hỏa tiễn, phóng vũ khí hạng nặng. Ngày hôm qua đã có tập trận với những quy mô khác, nhưng ngày hôm nay là cái buổi tập trận chính. Thì ổng đang tập trận một cách rầm rộ. Thì người ta đặt một câu hỏi, tại sao? Các ông có vũ khí không đáp trả, các ông nói các ông đáp trả mà các ông không đáp trả, hiện bây giờ các ông đang tập trận. Thì theo người ta nói rằng là Iran phải đưa ra nhiều kịch bản và chuẩn bị cái tâm lý tác chiến để phối hợp trong những cái cuộc chiến tranh kế tiếp. Nên là Iran phải cần tập trận để quen dần với cái cuộc tác chiến. Nó lạ không các quý vị? Nó lạ không? Ông đang tập trận ngày hôm nay. Và cái cuộc tập trận của Iran được đang xem xét và đánh giá rất là cao và đang theo dõi rất là sát sao. Iran đang phô trương khả năng khí tài quân sự của mình một rầm rộ. Chuyện nó lạ kỳ đúng không? Nguyên nói thật với cô chú anh chị em là chuyện nó rất là lạ. Nó có nhiều cái vấn đề mà Nguyên kêu là cái khúc tắc á, mà mình không hiểu được. Vì trong một cái bối cảnh như thế này, là một cái bối cảnh, nó là một cái bối cảnh rất là tốt. Cho phía bên mà Iran đó có thể có những cái hành động, thì ngược lại là họ không phản công gì cả. Khi Hezbollah thì đang bắn 30 cái quả tiễn thì họ ngược lại họ đi tập trận thôi. Họ đang suy nghĩ cái gì? Đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều người chưa có câu trả lời. Sự thận trọng của Iran để cho các người biết là đối với Iran, họ không muốn bị gớt vào trong cái cạm bẫy mà người ta đã gài đặt cho họ sẵn. Họ rất là thận trọng. Cái sự thận trọng của họ làm cho chúng ta còn phải sợ hơn. Vì họ không dễ dàng bị người ta xúi dục. Và họ đang tính cái nước cờ nào nó làm sao cho họ không bị tổn. Đây là báo tin liên quan đến Trung Đông mà đang được nhiều người bận tâm chú ý nhất. Và bây giờ chia sẻ các quý vị bản tin liên quan đến một cái người mà các quý vị rất là quen thuộc. Người này tại đất nước Nga. Không ai xa lạ, ông Medvedev là cái người mà có thể nói là từng làm tổng thống của Hoa Kỳ. À xin lỗi. Sao nguyên vậy vậy trời? Tổng thống của Nga. Từng làm tổng thống của Nga. Và giữ nhiều cái chức vụ vai trò khác. Bây giờ ông ta đang làm trong cái vấn đề an ninh. Gần đây ông Medvedev chưa có uống thuốc. Xin lỗi nha, cỡ này Medvedev mỗi lần phát biểu phải uống thuốc. Và ông ta chưa có uống thuốc nên ông ta đã có một lời phát biểu đã làm khá là gây sốc. Sau khi vấn đề của Đức đã chấp thuận cho Ukraine
sử dụng vũ khí của mình mà tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ của Nga. Thì các quý vị cũng biết là gần đây khi Ukraine vượt qua biên giới thì cái vấn đề nó khá nhạy cảm vì có nhiều quốc gia họ chưa có đồng thuận, họ chưa có cho phép Ukraine làm cái điều đó. Thì nước Đức nói là ôi, muốn tấn đâu tấn, xe tăng của tôi Leopard, anh muốn đi đâu rồi đi, đi tới thủ đô cũng được, tùy anh thích, tôi không có quan trọng, tôi cho anh rồi, là của anh muốn làm sao là chuyện của anh, tôi không có quản lý. Thì ông Đức cũng nói cái điều đó, và nhiều tờ báo của Đức đã cũng có lên tiếng, xe tăng của Đức đã quay trở lại trên lãnh thổ của Nga rồi. Và những cái tờ báo như vậy làm ông Medvedev ông không vui, tâm lý ông không được bình thường và ông chưa được uống thuốc. Và ông đã có lời phát biểu sau đây, ông nói không, đừng có lo, không bao lâu nữa đâu. Nha, xe tăng của Nga sẽ đến Berlin. Không bao lâu nữa, xe tăng của Nga sẽ đến Berlin. Và đây là cái lời nói trả đũa của cựu tổng thống Nga là ông Medvedev. Thì cho Nguyên có một cái lời khuyên chân thành đến ông Medvedev rằng là bớt uống thuốc lại. Uống thuốc an thần nó ảnh hưởng đến bộ não lắm. Nó làm cho mình không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là ban ngày hay ban đêm hết. Ban ngày mà đã mơ rồi. Ban ngày mà đã mơ rồi nguy hiểm lắm. Bớt uống thuốc an thần lại nha, uống ít lại thôi. Vì cái thuốc an thần nó làm cho cái bộ não nó lung như nè. Nó không rõ đâu, nó giống như mơ mơ ảo ảo vậy đó. Nó bớt uống lại nha. Bây giờ mơ mộng đánh với Ukraine còn đánh chưa xong mà đội đêm tới xe tăng đi đến Berlin. Nha. Muốn đẹp Berlin là phải đi qua bao nhiêu quốc gia khác. Một mình Ukraine không mà giải quyết còn không ổn thỏa. Ở đây Nguyên đứng ở ngoài khu này nó có nhiều cây cỏ con này con kia. Nó bao quanh Nguyên, hồi nó chích Nguyên cái bữa trước, Nguyên chích Nguyên cái su dù luôn. Cái giò. Cô chú anh chị em, bây giờ ông mơ các như vậy, ông nói bây giờ vài ngày nữa thôi nha, xe tăng của Nga sẽ đến Berlin. Ghê thiệt. Thì để cho cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là mỗi lần Medvedev phát biểu á, thì lúc nào nó cũng tạo ra một cái sự chấn động cả. Và những người như vậy thì thường xuyên rảnh rỗi lắm, người không hiểu làm sao vậy đó. Ông làm trong cái bộ an ninh mà hình như ông lên báo mỗi ngày. Ông lên đài truyền hình, ông lên báo mỗi ngày, ông phát biểu mỗi ngày. Rảnh thiệt. Đó là bản tin nho nhỏ giữa Ukraine và Nga mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ, trong một cái bối cảnh cả thế giới đang chú tâm về cái vấn đề của Trung Đông, Ukraine, đặc biệt là trong Nguyên nói liên quan đến nhà máy hạt nhân là cái vấn đề đang đáng lo ở tại Ukraine và Nga, thì Trung Quốc đang có những âm mưu rất là lớn để nuốt trọn Đài Loan. Trung Quốc có âm mưu cực kỳ là lớn luôn, mưu đồ của Trung Quốc cực kỳ là lớn trong giai đoạn này. Thì các vị cũng biết là trong những thời gian gần đây thì tại Trung Quốc đó thì Tập Cận Bình đã thay đổi rất là nhiều về tướng lãnh, đặc biệt là tướng lãnh hải quân, rồi những tướng lãnh không quân. Tập Cận Bình đã thay đổi cái bộ máy quân sự, đặc biệt là đưa ra những cái người mà kêu là những cái người đàn em của mình tuân lời một cách tuyệt đối, không bao giờ có một sự phàn nàn hay là phản kháng. Thì Tập Cận Bình đang thay đổi cái bộ máy này thì người ta tình nghi là Tập Cận Bình cho một cái cuộc tác chiến để nuốt trọn đảo Đài Loan. Đặc biệt là Tập Cận Bình đang rất là lo cái sự quay trở lại của Tổng thống Trump. Và khi sợ làng tụ Tổng thống Trump quay trở lại thì cái vấn đề mà nuốt trọn Đài Loan nó sẽ khó khăn và sẽ tạo ra một cái cơ hội cho vấn đề Đài Loan sẽ giữ được cái sự thăng bằng độc lập trong vòng 4 năm. Thì các vị cũng biết là bầu cử của Mỹ một vị tổng thống là nhiệm kỳ 4 năm. Và nếu mà cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc thì 4 năm tới thì Trung Quốc sẽ không làm được gì Đài Loan. Mà cho 4 năm Đài Loan yên bình thì Đài Loan sẽ lớn mạnh. Nên là gần đây nhất có một cái tờ báo cho rằng là Trung Quốc đã đưa ra một cái kế hoạch. Đưa ra một kế hoạch sẽ tấn công vào Đài Loan và Trung Quốc đang thành lập một cái chánh phủ để nhượng bộ sau khi thành công. Có nghĩa là Trung Quốc đã đang thành lập một cái nội bộ chánh phủ ngầm ở tại Đài Loan. Chánh phủ ngầm cấu kết với tất nhiên là những cái đảng phái thân Trung Quốc tạo ra một cái chánh phủ ngầm. Sau khi Trung Quốc thành công kiểm soát Đài Loan thì giao quyền lực ngay lập tức.
Thì đây là một cái kế hoạch và một cái trình bày khá là cụ thể mà Trung Quốc đang có ý định làm. Cái lý do mà họ đi lẹ hơn cái thời gian ý định mà họ đã muốn kích hoạt cái vấn đề mà nuốt trọn Đài Loan sớm hơn là bởi vì họ cho rằng là cái bầu cử của Mỹ, bắt Trump có thể quay trở lại. Và bắt Trump quay trở lại thì sẽ khó khăn để lấy Đài Loan hơn với chính quyền của Bắc Joe bây giờ. Nên cái lý do đó mà họ muốn thiên hạ thủ di cường. Tất nhiên đây là cái bản tin nó chưa được xác thực, là bởi vì chỉ có một tờ báo của Trung Quốc nó rò rỉ bản tin này ra bên ngoài. Sau đó nó xóa ngay lập tức. Nó xóa ngay lập tức. Nhưng mà người ta vẫn còn giữ được cái bản gốc mà nó được chia sẻ ra bên ngoài một cách khá là dữ dội. Trong một cái bối cảnh mà Đài Loan đang lo lắng, thì ngày hôm nay Đài Loan có vài vấn đề thông tin của Đài Loan Nguyên chia sẻ với các quý vị. Trong Nguyên nói là cái vấn đề mà Trung Quốc muốn nuốt trọn Đài Loan là cái điều không tránh khỏi. Vì đối với Trung Quốc, Đài Loan là cái mối đe dọa lớn nhất. Không phải là Đài Loan có vũ khí hạt nhân hay Đài Loan có vũ khí này. Chỉ đơn giản là Đài Loan là tự do. Một cái đất nước độc tài to lớn giống như Trung Quốc, sát kế bên có một cái nguồn tự do mà người ta còn liệt kê là trong những quốc gia hạnh phúc nhất ở Á Châu nữa, thì làm sao Trung Quốc chịu nổi? Đối với Trung Quốc mà được liệt kê Đài Loan là cái quốc gia hạnh phúc nhất Á Châu, Trung Quốc không chịu nổi. Và cái điều đó Trung Quốc rất là sợ, là cái sợ cái hương vị, cái tư tưởng đó, nó sẽ loan tả từ Đài Loan đến Trung Quốc. Và lúc đó đường lối cộng sản của Trung Quốc sẽ sụp đổ. Nên là trước sau gì Trung Quốc cũng muốn không buông tha cho Đài Loan. Chỉ điều là cái bài toán để mà nuốt Đài Loan nó chưa tính xong, nó chưa chắc chắn. Nên là hiện bây giờ Trung Quốc đang lợi dụng cái thời cơ tình trạng của Trung Đông, tình trạng của Ukraine để đưa ra một cái kế hoạch hoàn mỹ để nuốt Đài Loan. Thì Đài Loan bây giờ phải làm cái gì? Chạy đua với vũ trang. Phải nghiên cứu cái tình trạng cuộc chiến tranh Ukraine và Nga và phải áp dụng những vũ trang. Ngày hôm nay thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đài Loan đã công bố những cái vũ khí đang nằm trong cái giai đoạn chế tạo. Theo ông ta cho biết là tất cả những vũ khí mà nằm trong cái giai đoạn chế tạo, đặc biệt là xe bọc thép, xe tăng mà chúng tôi chế tạo, xe tăng của Đài Loan, xe bọc thép của Đài Loan, nó nằm trong cái quá trình chế tạo đúng theo cái quy định. Và thời gian sản xuất càng lẹ hơn so với những gì chúng tôi nghĩ. Chúng tôi đang cố gắng tối đa để củng cố cái quốc phòng an ninh, để có bảo vệ, để bất cứ sự ứng phó nào xảy ra chúng tôi cũng có thể ứng phó được. Đối với Nguyên á, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan bây giờ thì Đài Loan vô cùng bất lợi. Vì Đài Loan chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chưa chuẩn bị sẵn sàng các quý vị. Vũ khí của Đài Loan á, nó chưa hoàn toàn nó vào trong cái giai đoạn kêu là sản xuất hàng loạt. Nó vẫn nằm trong cái giai đoạn đầu, đó là cái giai đoạn nghiên cứu. Nên là cái vấn đề mà đưa những cái vũ khí mà của Đài Loan chế tạo nó bước vào trong một cái nền sản xuất, nó còn mất ít nhất là 5 năm đến 7 năm. Và bây giờ mà nếu đụng ra chiến tranh thì Đài Loan sẽ bị lệ thuộc về cái nguồn cung cấp vũ khí của Mỹ. Mà các quý vị biết là Mỹ hiện bây giờ vấn đề của Trung Đông, vấn đề của Ukraine, Đài Loan là cái hòn đảo, viện trợ vũ khí nó là một cái vấn đề vô cùng khó khăn. Mà cái vấn đề này thì Mỹ biết đó. Nên là ngày hôm nay á, theo nguồn tin cụ thể của Đài Loan là chánh quyền đại diện cho Quốc hội của Hoa Kỳ đã gửi người đến. Ngày hôm nay á, một cái nhóm người đã đến, đại diện cho chánh quyền của Mỹ đã đến Đài Loan ngày hôm nay. Và đã gặp ông tổng thống của Đài Loan, đó là ông Lại Anh Đức và nhiều người khác. Cái vấn đề mà Mỹ đến Đài Loan thì không phải là một lần mà thường xuyên cỡ này. Cái lý do là bởi vì cái tầm đe dọa đến Đài Loan nó rất là rõ. Đó là đợt này Mỹ với bề mặt đó, là bề mặt ngoại giao về kinh tế, về mặt ngoại giao về nhiều vấn đề. Nhưng thực tế là Mỹ đang lo cho vấn đề của Đài Loan. Và phía bên đại diện cho Quốc hội của Hoa Kỳ đã cam kết là họ sẽ đứng về Đài Loan. Và họ sẽ thúc giục cái vấn đề ban giao, bán buôn bán vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan tốc độ lẹ hơn. Tuy rằng các vị cũng biết là Đài Loan và Ukraine là hai quốc gia được ưu tiên hàng đầu trong vấn đề yểm trợ hay là buôn bán vũ khí, trong cái bối cảnh hai quốc gia đều ở trong cái tầm nguy hiểm, đặc biệt là Ukraine và Đài Loan. Nhưng mà cái vấn đề mà yểm trợ nó vẫn khá chậm, nên là vừa qua thì người ta đang xúi dục và thúc đẩy cái vấn đề ban giao của hai quốc gia xích gần lại nhau hơn.
Cái điều đáng tiếc nhất là Mỹ vẫn chưa thừa nhận Đài Loan là cái quốc gia độc lập. Mỹ vẫn chơi cái dùng xám về cái vấn đề Đài Loan, úp giữa úp nửa mở. Đó là hiện bây giờ Đài Loan cũng vẫn ở trong một cái giai đoạn nguyên nói là một mình phải đối kháng với Trung Quốc. Cũng không biết Mỹ có sát cánh, Nhật có sát cánh hay không, Úc có sát cánh hay không, mình không biết vì không ai lên tiếng hết. Ai cũng giữ trung lập. Nói về vấn đề này thì bữa nay Đài Loan đã, họ đã lên án Pháp và họ kêu gọi cái Thế vận hội sắp tới có thể cho họ treo cái lá cờ Đài Loan và được công bố với cái tên là Đài Loan. Các quý vị biết là cái Thế vận hội vừa qua nó đã bế mạc ở tại Paris và cái Thế vận hội nó được trình diễn ngày khởi đầu không có cái lá cờ Đài Loan và cũng không ai dám nêu lên vấn đề Đài Loan hết. Đối với Nguyên, đây là một sự nhục nhã để chúng ta thấy được cái lòng tác động ngoại giao của Trung Quốc nó quá lớn. Cả đất nước Pháp là một cái quốc gia có cái tầm cỡ trong 10 quốc gia hàng đầu của thế giới, nhưng vẫn còn phải e ngại Trung Quốc. Đối với Nguyên, đây là một sự nhục nhã và đất nước Pháp của Nguyên là gì đó, lâu lâu thì gáy được vài lần. Nhưng thực tế mình thấy rõ, tới cái ngày Thế vận hội Olympic mà lá cờ Đài Loan mà cũng không cho phép người ta đại diện nữa. Phải vẽ một cái lá cờ khác. Lá cờ Olympic có một cái dấu hiệu nhỏ của Đài Loan. Thì ngày hôm nay chính quyền của Đài Loan đã trình bày lên cái Thế vận hội Olympic và họ cho rằng đây là cái sự bất công vì đất nước của họ là cái quốc gia độc lập và họ có quyền đại diện với cái lá cờ của họ, với cái tên tuổi Đài Loan của họ được quyền loan tả ra và sự được tôn trọng cả thế giới. Và khi người ta che lấp nó như vậy, đó là một cái sự không thể chấp nhận được. Thì đây là cũng có là một cái sự hành xử để chúng ta thấy rõ được ngày hôm nay cái vấn đề của Đài Loan đó đang nóng trở lại. Tình hình của Đài Loan và Trung Quốc đang cực kỳ là nóng. Thì ngày hôm nay Canada và Úc Châu đã có lên tiếng. Chính quyền Canada và Úc Châu đã cùng nhau lên tiếng một lục và kêu gọi hai bên phải giữ bình tĩnh. Vì thấy cái eo biển Đài Loan đang càng ngày càng căng. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, Trung Quốc đang có cái hành động. Người ta đang thấy cái hành động là Trung Quốc muốn tấn công Đài Loan. Nên là Úc Châu và Canada đã lên tiếng ngay lập tức và kêu gọi hãy giữ cái bình tĩnh, an ninh trật tự khu vực Đài Loan. Vì vấn đề Đài Loan xảy ra nó không riêng việc về Đài Loan mà nó ảnh hưởng đến nền kinh tế cả toàn cầu. Trong Nguyên nói cái eo biển Đài Loan giữa Trung Quốc, đây là cái nơi vận chuyển hàng hóa, nó chiếm 75% trên cả trái đất này. Nên là cái khu vực mà nó giao tranh, nó kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng đến cái nền kinh tế cả toàn cầu. Nên là bây giờ ông Canada và ông Úc Châu đã bắt tay lên tiếng và kêu gọi bình tĩnh, hòa bình. Không nên xảy ra bất cứ một xung đột nào. Các quý vị cũng biết là Nhật Bản là cái quốc gia họ rất là lo lắng về vấn đề của Đài Loan. Họ cho rằng là tình trạng của Đài Loan xấu đi thì cái quốc gia kế tiếp mà Trung Quốc sẽ nhắm vào chính là họ. Đây là gần đây nhất thì Nhật Bản đã trang bị tất cả những hệ thống hỏa tiễn, hệ thống phòng không trên những chiếc tàu chiến đấu của mình. Mục đích chính là để làm gì? Là để thường có thể đủ khả năng tác chiến để yểm trợ cho Đài Loan trong tương lai. Gần đây nhất thì Nhật Bản và Đài Loan đã công bố cùng với nhau một cái loại máy bay mới của Trung Quốc đang hoành hành. Cái loại B2K005. Loại máy bay này thì nó thật tế với các quý vị, nó y hệt giống như là máy bay của Mỹ, MQ-9. Ăn cắp cái mô hình y hệt luôn. Nguyên thấy cái bây giờ cái loại mới nhất của mà Trung Quốc mới vừa bay đó, mà Nhật Bản họ đánh giá đã bay ngang những cái khu vực của họ, những cái nơi tranh chấp và bay trên cái bầu trời của Đài Loan đó. Trung Quốc là B2K005. Thì đây là loại máy bay không người lái mà của Trung Quốc sản xuất. Thì nó ăn cắp cái mô hình y hệt giống như là MQ-9 của Mỹ. Và người ta cho rằng là Trung Quốc đã sản xuất loại máy bay này với những cái âm mưu sắp tới sẽ sử dụng nó để tấn công Đài Loan trong những tương lai. Thì để cho các vị biết là tình trạng của Trung Quốc và Đài Loan đã làm cho rất là nhiều người lo lắng. Mỹ đã gửi phái đoàn đến để mà có thể nói là yểm trợ một phần nào đó, giúp đỡ cô chú anh chị em, giúp đỡ cho phía bên Đài Loan, rồi củng cố và tìm ra những biện pháp để yểm trợ. Nên là chúng ta thấy được là tình trạng xấu đi ở tại Trung Đông,
rồi tình trạng xấu đi ở tại Ukraine, thì Trung Quốc là bắt đầu hoành hành ở đó. Hoành hành ở đó các bạn, Trung Quốc là hoành hành ở đó. Cái lý do mà hoành hành thì cho rằng là bầu cử tại Mỹ. Và bây giờ chúng ta sẽ nói một chút xíu về bầu cử tại Mỹ, cho Nguyên chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Đầu tiên bầu cử tại Mỹ, phía bên yểm trợ cho tổng thống trong đó, trong cái vấn đề mà tranh cử đó, họ đã cáo buộc rằng là họ đã bị tấn công và tin tặc. Tin tặc đã tấn công và muốn xâm nhập vào để cướp đi những cái hồ sơ mật, những cái đường lối, biện pháp mà họ đã trình bày. Đã thấy rõ được là tổng thống Trump đang bị sự tấn công. Không phải tấn công về thể xác mà cả luôn tấn công về những hồ sơ mà những cái đường lối chính trị của cựu tổng thống Donald Trump sắp sửa sẽ trình bày đưa ra để thuyết phục cử tri. Thì ngày hôm nay đó, bác Trump lại cáo buộc là bà Kamala Harris đã ăn cắp cái đường lối chính trị của mình. Đấy, ôi bà này chỉ cứ biết ăn cắp những cái bài phát biểu của tôi, ăn cắp những cái suy nghĩ, cái lý tưởng chính trị của tôi đó để mà cạnh tranh với tôi. Thì các vị cũng biết đó là hiện bây giờ đó, hai ứng cử viên đang chạy đua với nhau vào tòa Bạch Ốc. Thì hiện bây giờ phải làm sao thuyết phục được cử tri nghiêng về bên mình. Mà muốn thuyết phục cử tri đó thì mỗi cái tiểu bang cử tri nó có quan điểm chính trị khác nhau. Người thì bận tâm về cái đề này, thí dụ người thì bận tâm vấn đề biên giới, người thì bận tâm về việc làm, người thì bận tâm về vấn đề nhà cửa, người thì bận tâm vấn đề này, vấn đề kia. Nên là họ phải đến một cái tiểu bang nào đó, họ phải nói làm sao để thuyết phục những người nghe và được loan tả ra cái quan điểm chính trị vì lợi ích của những người đó. Nên tất nhiên là trong những cái bài phát biểu nó sẽ có những cái ý tưởng giống nhau. Thì ngày hôm nay bắt Trump bắt nói, ê, bà này ba ăn cắp, tôi nói trước rồi, bà thấy tôi nói hay, ba ăn cắp. Đó. Thì hiện bây giờ hai bên đều có những sự đả kích lẫn nhau trong cái vấn đề tranh qua, tranh cãi. Và cái điều này nó không tránh khỏi. Trung Nguyên nói là chắc quý vị là nguyên thức cái chính trị của Mỹ là gì? Nó có lời sự đả kích nặng nề với nhau. Nó dạch những cái khuyết điểm cho người khác thấy. Và cái điều đó là nên làm. Những nhà chính trị gia không có bí mật. Tất cả những hành động của nhà chính trị gia sẽ được phơi bày ra ánh sáng và người dân nhìn thấy rõ trước khi họ đi bỏ phiếu. Và cái điều mà dạch những khuyết điểm của người khác cho người khác, đó là cái điều tốt. Gần đây nhất thì bà phó tổng thống Kamala Harris thì cũng bị gặp được nhiều vấn đề, đặc biệt là những cái quá khứ của mình với cái tình cảm lăng nhăng không được tốt đẹp cho lắm, cũng được phơi bày một cách công khai và rộng rãi. Đó các quý vị. Thì nói đi nói lại thì hai bên đang bắt đầu là nói xấu lẫn nhau. Rồi hiện bây giờ thì đang chạy đua mà. Nên là quan trọng á, nói xấu qua nói xấu lại nó không phải là cái vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cái khủng hoảng của Mỹ ngày hôm nay ai giải quyết được? Ai có thể giải quyết được cái khủng hoảng của Mỹ? Các vị cũng biết là thứ nhất là vấn đề kinh tế. Người Mỹ họ coi trọng cái nền kinh tế. Thứ hai, vấn đề an ninh quốc gia. Thứ quyền lợi xã hội. Trong cái quyền xã hội thì Nguyên nói là vấn đề y tế, vấn đề này, vấn đề kia. Đó là ba cái vấn đề chính, vấn đề của đất nước. Ai có đủ khả năng giải quyết được cái vấn đề này thì Nguyên nghĩ cử tri sẽ nghiêng về người đó. Đối với Nguyên á, thì bà Kamala Harris á, sẽ không giải quyết được vấn đề. Không phải là Nguyên ghét bỏ gì bà ta đâu nha. Không phải là Nguyên ghét bỏ đâu. Trung Nguyên nói thẳng luôn. Không phải là Nguyên ghét bỏ gì. Nguyên là khá là công tâm trong vấn đề bầu cử đó. Chỉ có điều là bà ở dưới chính quyền của Joe Biden 4 năm rồi. Đúng không? Mà với cái sức khỏe của Joe Biden, phần lớn là bà là người điều hành đất nước. Tuy rằng bà phó tổng thống thật, nhưng phần lớn mọi vấn đề ở trong đất nước là bà là người làm việc. Vì sức khỏe nên là bác Joe, nhiều vấn đề bác Joe bác không có thể làm được. Nên là phần lớn là bà là người gánh trách nhiệm hết. Và trong 4 năm vừa qua thì Nguyên cũng không thấy là chính quyền của Joe Biden với chính quyền của bà ta đã làm được cái gì trong giải quyết cái vấn đề khủng hoảng. Vấn đề di dân bất hợp pháp nó vẫn ồ ạt, vấn đề an ninh quốc gia nó vẫn càng ngày càng xấu và vấn đề kinh tế nó vẫn xấu như thường. Nên là trong Nguyên mạng phát không hài lòng cho lắm, nhưng mà Nguyên thấy bà ta đã không làm được trong 4 năm vừa qua. 4 năm nữa thì cũng chưa chắc làm được. Thì 4 năm nắm quyền thì bà cũng đâu có làm được bao nhiêu việc. Cái khủng hoảng nó vẫn có ở đó. Thì đối với Nguyên là cho bà 4 năm nữa chưa chắc bà làm được. Nguyên dùng chữ chưa chắc, Nguyên không ai biết được. Còn bác Trump
thì bác Trump thì có những cái đường hướng chính trị nó táo bạo. Nguyên phải dùng một sự táo bạo, bác có đủ khả năng nhiều khi đem lại cái kỳ tích, cái phép màu nào đó cho Hoa Kỳ. Bác có thể là người có thể đem cái điều tốt mà cũng có thể đem điều xấu. Cái điều khổ bác Trump là chỗ đó đó. Bác Trump có thể đem đất nước Mỹ tốt mà cũng có thể đem đất nước Mỹ xấu. Nhưng mà ít ra thì bác Trump sẽ có sự thay đổi. Với cái đường lối của bác Trump sẽ có cuộc thay đổi. Thí dụ giống như là Trung Quốc đang e ngại vấn đề bác Trump quay trở lại. Nên họ đưa ra cái kế hoạch muốn nuốt trọn Đài Loan sớm hơn. Thí dụ là như vậy. Và Kim Jong Un cũng đang chờ đợi bác Trump về vấn đề ngoại giao trong thời gian sắp tới. Để cho các vị biết là bác Trump là người có thể có những cái sự thay đổi táo bạo. Tốt hay xấu thì tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái sự điều hành, tùy sau những cái bối cảnh những người xung quanh bác Trump nữa. Đặc biệt là quốc nước Mỹ, nó không phải là ông tổng thống là quyền lực tối đa, nó còn quốc hội. Nó còn quốc hội của Mỹ. Nên là quyền lực của Mỹ nó chia ra đều, chứ nó không có nằm trong tay của một người. Nên là cái điều đó thì đối với Nguyên, bác Trump có thể tạo ra cái sự thay đổi lớn hơn là bà Kamala Harris. Nếu bà ta nắm quyền thì cái đường lối chính trị nó cũng sẽ tương tự giống như bác Joe vừa qua, 4 năm vừa qua mà thôi. Đây là cái bài phân tích của Nguyên. Và tất nhiên cái bài phân tích này nó sẽ không hài lòng với những cô chú anh chị em của Đảng Dân Chủ, cáo lỗi cùng các quý vị. Nhưng đó là cái nhận định của Nguyên. Cái nhận định và cái nhìn của Nguyên. Rồi, mà nó không đại diện cho bất cứ một ai cả. Chỉ là đại diện cho cá nhân mà thôi. Và bây giờ, vấn đề của Mỹ cho Nguyên mạng phép khép lại. Và chúng ta để cho Nguyên có thời gian để phù hợp cho bản tin gì. Và bây giờ cho Nguyên mạng phép chuyển sang qua bản tin ở tại châu Âu, dành cho cô chú anh chị em ở tại châu Âu một chút xíu. Vấn đề của châu Âu thì cái vấn đề Anh Quốc là cái vấn đề người ta đang lo lắng, đặc biệt là cái vấn đề an ninh khi những cái đảng kỳ thị cực đoan Anh Quốc đang lớn mạnh, đặc biệt là trong một cái bối cảnh các vị biết là kinh tế xuống thấp thì đảng kỳ thị sẽ lớn mạnh, ở nước nào cũng vậy hết. Thì cái vấn đề này làm cho người ta rất là lo lắng. Nhưng mà thủ tướng của Anh Quốc cũng đã giải quyết ổn thỏa và cũng đã dàn xếp được nhiều vấn đề tranh chấp vừa qua. Và lực lượng an ninh của Anh Quốc đã tăng cao rất là nhiều. Và những cái sự tranh chấp vừa qua đã bắt cũng khá là nhiều người, cũng đã ổn định một phần về vấn đề hỗn loạn tại Anh Quốc. Nên là Anh Quốc cũng không phải còn là một cái mối đe dọa giống như vừa qua nhà tỷ phú hàng đầu của Hoa Kỳ cho rằng Anh Quốc sẽ dẫn đến cái vấn đề cách mạng nội bộ trong đất nước. Không có điều đó. Ngoài ra cái Thế vận hội của Pháp đã kết thúc. Kết thúc một cách tốt đẹp. Không có xảy ra những cái tai nạn đáng lo giống như người ta lo lắng trong thời gian vừa qua. Nó không có xảy ra những cái sự khủng bố gì cả. Cái bầu không khí được kết thúc một cách tuyệt vời. Trong một cái bối cảnh Olympic được diễn biến ra trong vào tháng 8 ở tại đất nước Pháp mà các quý vị ít hay nhiều cũng đã theo dõi. Đây là cái điều may mắn. Và khi Thế vận hội Olympic đã kết thúc thì bộ máy chính trị của Pháp có thể quay trở lại với cái hoạt động bình thường. Bởi vì trong cái giai đoạn Olympic thì chính phủ của Pháp nó thực tế là khá là im lặng về tình trạng của Ukraine, tình trạng của Trung Đông, tình trạng của Á Châu, vì không muốn trong cái Thế vận hội nó xảy ra những cái điều không may. Bây giờ thì mọi sự việc đâu vào đó thì Pháp cũng có thể tiếp tục gáy tiếp tục. Vừa qua là cục tác. Ngày mai ngày mốt thì đó. Bây giờ có thể vài ngày nữa Thế vận hội ổn định trở lại thì Tổng thống Macron sẽ tiếp tục lên tiếng với những cái giọng điệu này giọng điệu kia gáy trở lại các như vậy. Đó là các người sẽ thấy được là cái giọng điệu của Pháp nó sẽ khác sau khi cái Thế vận hội Olympic nó kết thúc hoàn toàn. Ngày hôm nay vẫn chưa phải là hoàn toàn, ngày hôm nay là ngày bế mạc chính thức, nó còn trong cái giai đoạn dài một vài tuần nữa để ổn định người ta rời khỏi hết, dọn dẹp lại hết, ổn định lại hết, thì bắt đầu gà trống đất nước Pháp sẽ tiếp tục gáy các quý vị nha, sẽ tiếp tục gáy. Đó là bản tin nho nhỏ của Pháp mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin của Á Châu chúng ta ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Ngày hôm nay thì đề tài cho chọn quốc gia nào đấy ta? Thôi, Nguyên nói Việt Nam đi. Ngày hôm nay có một bản tin Việt Nam, một bản tin nó rất là đơn giản, là một cuộc sụt xôn đột trên chiếc xe mà thôi.
một cái cuộc xung đột trên chiếc xe hơi lái xe. Các người biết là có nhiều người tánh họ dễ nóng trên lái xe lắm. Điển hình là Nguyên có những người thân bạn bè là gì? Trên xe lái xe là chút xíu là dễ quạo. Nhất là người ta chạy sai lực là chút xíu là quạo. Và trong cái cuộc chuyện ngày hôm nay đó, đó là một cái anh thanh niên. Không biết cái người kia cũng khá lớn tuổi, cái bác kia cũng khá lớn tuổi rồi. Không biết là bác lái xe như thế nào. Mà anh này anh là bực bội. Đó, anh đã có những cái từ ngữ hơi là khó nghe nói cho bác này. Bác này giận dữ quá. Gượt theo xe hơi, chấn đầu xe hơi lại. Rồi bắt đầu xuống. Rồi cầm theo một cái hung khí nặng, đập vô cái kiến. Và nói mày biết tao là ai không? Mày biết tao là ai không? Mà mày dám làm điều đó. Và anh đó cuối cùng cái anh lái xe hơi đó, anh phải quỳ xuống và xin lỗi. Và khi công an đến mới giải quyết được vấn đề. Công an đến mới giải quyết được vấn đề. Như vậy, cái anh mà trẻ tuổi mà anh xin lỗi đó, và anh nói là bởi vì anh đang chở người thân của anh vào bệnh viện. Anh đang gấp. Và cái cách lái xe đó dẫn đến cho anh bực bội. Và anh có những cái lời, cái ngôn từ nó thiếu cái sự lịch thiệp. Và cái bác này là bác cũng hăng máu quá. Đấy, đó thì bác lại chận xe đầu xe, bác đập cái kiến người ta. Ông nói mày biết tao là ai không? Cái câu này nó quen hết các vị ha. Ở miền Bắc đó là kêu là mày biết bố mày là ai không? Ở miền Nam mày biết tao là ai không? Dạ. Yeah. Thì con Nguyên ngừng cái câu này thôi. Nguyên câu này. Cái câu này đối với Nguyên nó cần quan trọng để mà chúng ta phải nói. Để chúng ta hiểu nó. Hiểu được cái xã hội đất nước Việt Nam chúng ta nó cần cái sự thay đổi lớn. Ở cái xã hội Việt Nam á, chúng ta có luật pháp mà. Mà nó ai mà có quyền, có chức đó, hay là có một cái địa vị nào trên xã hội đó, thì họ dẫm đạp luật pháp. Họ chẳng coi luật pháp là cái gì cả. Và họ lấy cái bản thân, cái tôi của họ. Mày biết tao là ai không? Mà mày dám đụng. Cho Nguyên hỏi bác không biết bác là ai. Bác là công an. Bác là thủ tướng cũng được. Bác là chủ tịch nước cũng được. Cái quyền nào bác đi cầm dung hung khí bác đập cửa kính người khác. Bác thấy người ta có những hành động cử chỉ nó không đúng theo cái phép tắc lịch sự. Nhưng bác có quyền gì dùng vũ khí đi đập cửa kính người khác. Rồi bác dùng cái quyền lực gì phải kêu người khác quỳ xuống mà phải xin lỗi bác. Rồi bác à. Khi lúc đó hiến pháp và luật pháp của Việt Nam nó có tồn tại mà. Mỗi sự tranh chấp các bác phải giải quyết qua vấn đề của luật pháp và vấn đề an ninh công an. Bác có làm điều đó đâu. Nguyên không biết bác là ai hết á. Thiệt. Mà bác ngầu quá. Lớn tuổi rồi mà hăng máu khủng khiếp luôn. Nha. Má lớn tuổi rồi còn hăng máu luôn. Mà đập cửa kính người ta mày biết tao là ai không mà mày dám nói điều đó. Bởi vì người ta chỉ có nói bác xúc phạm chứ bác thôi. Một vài lời tranh chấp với bác. Bác đã không giữ được bình tĩnh. Tốt nhất bác đừng có làm gì hết. Bệnh ao tim của chết. Người ta nói một hai câu thôi là bác đã nổi cơn điên thịnh nộ rồi. Bác coi trọng cái tôi quá lớn. Nguyên không biết bác là ai. Bộ trưởng Bộ Công an hay là cái làm cái gì đó ở trong quốc phòng hay là trong vấn đề an ninh hay trong vấn đề chính phủ gì đó không biết. Vì người ta không dám nêu lên. Người ta không có nói trong báo chí. Nhưng bác ngầu quá. Hay quá. Nó tại sao nó cái xã hội Việt Nam không thích là gì đó. Khi họ có quyền, có chức là họ dẫm đạp trên luật pháp. Họ coi luật pháp chẳng là cái gì cả. Ở nước ngoài nha, gặp mà cái kiểu đó là chết.